Xin chào các bác, chào các bác đến với số bên câu Nhật bãi của em. Chúc các bác ngày mới thật là tốt lành. Như lời hứa của em với các bác thì ngày hôm qua là có hàng mới về, nhưng mà ngày hôm qua thì vẫn không về được các nhá, hàng vẫn không kịp về nên là hôm nay mới về đến đây. Thì hôm nay em đăng lên em cho bác xem nhá. Hôm nay thì lên cho bác toàn bộ hàng tuyển trước nhá. Hôm nay cần rất là đẹp, rất nhiều cần thông số hiếm, hàng gọi là hàng hiếm ấy. Như con Spin BX này hiếm này, con AuroCAD bản BX này hiếm này, hoặc là những con cần dòng khoen ISO khoen lỡ dòng lăng xê dài này cũng hiếm này. Đấy, hoặc là ISO biển cũng hiếm này, 4m ISO đột 4 khoen xích của Lissim hiếm này. Nói chung là hôm nay nhiều cần đẹp lắm, để các bác xem clip của em ngày hôm nay ưng người nào thì báo cho em nhé. Số điện thoại số hàng của em là 0326 267 369. Đấy, lúc nào em để trên góc màn hình này, em treo xuyên suốt video luôn. Đấy, các bác cứ ưng người nào thì các bác báo cho em nhé. Đấy, cứ gọi điện cho em hoặc là nhắn tin này, gọi điện qua Zalo, nhắn tin qua Zalo các nhá. Đấy, rồi ok. Đấy, đầu tiên thì em sẽ vào cần đầu tiên đã nhá. Cần đầu tiên thì bao giờ là chiếc cần đẹp nhất, em để đầu cho nó dễ xem. Đấy. Ở đây là chiếc cần Spin. Toàn bộ cần lấy về, em thề các bác này em chưa động chạm gì, chưa lau chùi, chưa gì luôn nhá. Lấy về phát là đăng luôn. Và các bác thấy cần đã đẹp này. Đấy, đây là chiếc cần Spin Power. Bản này thì các bác biết rồi, rất nhiều anh em đang săn, nói chung là hiếm lắm, không có đâu, nó đắt lắm, đắt cực kỳ đắt luôn, nên là không thể nào mà lấy để mà bán cho bác được. Săn được cây nào giá hợp lý thì bán cho bác thôi, chứ còn như những chiếc cây này bây giờ mà bên đấy họ vẫn có thể tranh nhau giá đến 9 triệu một cây, 9 triệu về đây bán thì không bán được. Đấy, cần này là cần còn khá đẹp quá nhá. Dòng này thì nó có cục đối trọng quá nhé. Cần này duy nhất thì em thấy có một cái vết xước nhỏ đít gốc mà thôi nhá. Đấy, mỗi tí ở gốc mà thôi, còn toàn bộ là ok. Cần rất đẹp, đúng không? Nắp đít thông này, 4m05, cứng BX, cần chuẩn thông số cho bác nhá. Spin Power. Dưới đít cần này có một cái đỡ bằng cao su. Bát là bát titan rồi. Dòng này chăm bát titan. Khuyên là khuyên đời mới, khuyên trắng loại xư xích rồi. À, nói chung chắc chắn những thứ này là sẽ phải đi theo Spin rồi. Đầu cần chống nổ, vân hai da toàn thân. Đấy. Phôi con này còn khá đẹp có nhá, có định bị nóng cho bác này. Cần còn rất đẹp có nhá. Chiếc cần như này em nghĩ là quá đẹp đấy, không nhiều đẹp hơn nữa rồi. Đây, chiếc cần này là đang có định vị khuyên ở đây nhá. Ở con này thì nó tổng cộng nó có 3 cái định vị khuyên. Hai cái định vị khuyên ở trên ngọn. Đấy, ngọn dòng này con BX với cả con AX giống nhau có nhá. Ngọn nó ngắn xíu à, ngọn nó chỉ có một cái định vị khuyên này thôi. À, với cả định vị khuyên là hai chiếc luôn nhá. Đấy, có hai cái định vị khuyên thôi, một cái ở lóng 1, một cái ở lóng 2 trên ngọn. Đấy. Khỏi bàn rồi. Đẹp long lanh. Không lỗi làm gì. Chưa lau chùi gì, con này bác lau chùi đi để sáng bóng nhá. Đây, khuyên nguyên bản, cần nguyên bản, đẹp không lỗi làm gì, long lanh. Đấy, con này thì còn đẹp quá nhá. Một chiếc Spin Power. Bản hiếm nhá. Rồi cân nặng cho bác này. Gà. À, chỉ trả chết rồi, thước này có vấn đề. Ngọn này nhá, 3.07-8 đi thôi nhá. Con này có giá là 7.900.000 thôi nhá. Đấy, một chiếc cần beige. Có cây à, con này đẹp. Còn con hôm trước em có bán, em nhớ có bán một con AX cho bác. Nhưng mà con AX đấy là nó bị xước khá nhiều. Còn con này thì rất là đẹp. Rồi, tiếp theo sang cây số 2. Cây số 2 cũng làm chiếc cần thuộc dòng VIP nhé. Cây số 2 làm chiếc cần của ProSuit, một chiếc cần sản xuất tại Nhật, dài 4m05, cứng CXT. Một chiếc cần của Shimano, bản Pro. ProSuit, những cái dạng mẫu này thì nó có mấy bản nhé. Bản đỏ là của Chila, bản LL xanh thì của Indo. Đấy, còn cái bản mà ProSuit này thì lại của Nhật. Vân bọn này là vân 2 da thôi nhé.
Chiếc cần này và chiếc cần này là hai chiếc cùng một shop quá nhá, cần cực kỳ đẹp luôn. Prosuit, con này là có định vị khuyên, hai chiếc định vị khuyên này. Đấy, định vị láo ngọn nhá. Vân hai da đẹp long lanh, con này đẹp quá nhá. Một chiếc cần CX Prosuit khuyên trắng zin đẹp long lanh. Đấy, mã số 2 này. Mã số 2 này không xoay nhiều nhá, cần rất là đẹp đấy. Nặng là 390 g. Ngọn là 2.6 ly nhá. Có giá là 3.600k nhá, mã số 2. Đấy, các bác là thích mã số 3 này nhá. Mã số 3 sẽ làm chiếc cần của Shimano bản 3 khúc vân 2 da. Bản này bản hiếm nhá, lại cần đẹp này. AX các bác nhá. Đấy, bản này nên không đắt bằng spin. Ngày xưa thì nó đắt nhưng bây giờ hiện tại bây giờ thì nó đang không đắt bằng, thì bản này là đời cũng không không cao nhá. Nhưng con này làm chiếc cần AX cũng rất là đỉnh cao. Phôi con này đẹp, có thể nói là đẹp đến 98% luôn nhá. Phôi rất đẹp và bóng ạ, không có xước xác gì đâu. Phôi cực kỳ đẹp. Một chiếc cần của Shimano và công nghệ carbon 2PX bản Pro Silic 4m05 AXT. Đấy. Cực kỳ đẹp quá nhá. Bát là bát Satellite. Đấy, bát thép chống dỉ này, khuyên là khuyên Fuji nữa Susic. Rất mới các nhá, cần này gần như người ta không dùng thôi. Đây các bác nhìn này. Những cái chân bát này, à nhìn cái chân khoen đáy ba này các bác này. Đây gần như là mới không dùng luôn nhá. Rất là đẹp. Đấy, bản AX này sẽ nó sẽ có một cái chữ đỏ đây, nhìn khá hay. Ngọn cực to nhá. Rồi con này thì không soi nhiều nhá. Thông số là 4m05, cứng AX, cần đẹp gần như 99%. Nặng là 538 g. Ngọn siêu to khổng lồ quá nhé. 4.1 ly 5.700k quá nhé. Đấy, mã số 3. Rồi sang mã số 4, bắt đầu trở về cần trung trung này, tầm trung trung bình bình này. Mã số 4 làm chiếc cần Suit Leader nhá. Đấy, cái bản là Indo quá này. Indonesia, bản này là bản EV nhá. Bản FV, đây là bản FV. Đấy, FV thì bản nó sẽ màu sẫm hơn, còn EV nó sẽ sáng hơn. Bản EV này nó có một cái lợi thế là cái ngọn nó sẽ là vân hai da các nhá. Đấy, ngọn sẽ là vân hai da. Còn FV thì không có. Đấy, con này sẽ được trang bị dàn khuyên Fuji, cần đẹp 98%. Cần con này rất đẹp quá nhá. Quá đẹp, cần này đẹp, đảm bảo đẹp. Còn em bán hàng các bác biết rồi, nhận hàng kiểm tra đúng hàng, đúng đẹp trong video đấy, không đẹp giả lại. Đấy, chỉ sợ các bác không nghe máy, không xem hàng thôi, còn xem hàng thì ok nhá. Đấy, cần này rất đẹp nhá, có thể nói gần như là mới. 98%, 4m25 cứng EX. Đấy, các bác nào thích đánh mềm mềm con này ok nhá. Bản EX bây giờ còn hot hơn là D cũng nhá, lại là 390 g. Ngọn 2.4 ly, con này có giá là 2 triệu nhé. Bản này thì cứ giữ giá thôi, chứ trước giờ là không rẻ quá, lấy chả rẻ được. Tiếp theo sang mã số 5 này. Số 5 thì làm chiếc cần bản khá hiếm nhá. Bản này phải nói là cực kỳ hiếm, hiếm lắm luôn. Cái bản đắt BX nhiều, nhưng bản tầm trung này BX lại hiếm này. Đây là chiếc cần của Arocat nhé. Bản Arocat này, Arocat SP này sản xuất tại Nhật các nhá. Có chiều dài là 4m05, cứng BX. Cần có thể nói là rất là đẹp. Con này là có định vị lóng các bác này, bản này sẽ có một cái định vị lóng chạy xuyên suốt, hai lóng gốc, lóng ngọn cũng có định vị lóng nhá. Con ngọn con này cũng rất hay nhá, là vân hai da và có định vị lóng ngọn, định vị khuyên. Bản BX này là không chê rồi nhá. Bản AutoCAD này trước thì nhiều anh em không chuộng, gần đây bản này đang rất hiếm nhá, anh em đang săn SP nhiều hơn là Suit Leader. Mã số 5, BX cần đẹp 98%, còn rất đẹp ạ. Các bác nhìn này, cần nó đẹp. Em không soi sâu rồi chứ còn rất là đẹp quá nhá. Cần hôm nay về em sẽ lựa rồi, những chiếc cần này là chiếc cần tuyển rất là đẹp, cân nặng này. 401 g.
ngọn 2.67 ly thôi nhé, ngọn khá to đấy. Con này có giá là 3.200.000 thôi nhé. Đấy, con này nó đắt hơn hẳn con CX hơn 1 triệu thôi nhé. Hơn 1 triệu là bình thường. Bây giờ BX với cả CX chênh nhau khá nhiều, còn CX với cả DX chỉ chênh nhau tầm 200 thôi. Nhưng mà từ BX nên đến C là khác nhau khá nhiều. Đây sang số 6 này. Số 6 sẽ làm chứ cần 4m05 cứng CX nữa nhá. Con này là của Schneider bản FV. Đấy, bản này là bản FV các nhá. Đấy, con này thì ngoại hình không được đẹp quá nhá. Con này ngoại hình tầm trung, có xước con này đấy có nhiều. Cần nó xước nhìn thôi biết ngay. Cần này thì cái lóng ở trong thứ hai hơi xước nhẹ. Lóng thứ ba thì không xước. Lóng thứ tư thì đẹp quá nhá. Nói chung là con này mất lóng thứ hai. Cần thì nguyên bản hết, nó có một tí xước ở bên trong thôi. Ngoại hình tổng thể còn rất đẹp. Con này đẹp long lanh khoảng tầm 2.1 triệu. Con này hơi xước nhẹ thì các bác là 2 triệu nhá. Ở bản này em bán nhiều rồi, cân nặng này 424g. Ngọn 2.6 ly đó nhá. Đấy, 2 triệu. Đây còn cái bản này rẻ hơn tí này. À, bản này đã đang rất là khó kiếm nhé. Bản này đang rất là hiếm này. Giờ cần càng ngày càng hiếm đi thôi nhé. Cần đẹp càng ngày càng khó kiếm. Em khẳng định là tương lai cần là sẽ vãn dần, càng ngày càng không có. Mã số 7 này. Mã số 7 làm chiếc cần của Holiday Spin nhé. Bản này bản 39 cứng 30. Ngoại hình con này còn rất đẹp quá ạ. Ngoại hình tổng thể còn rất đẹp. Đây các bạn nhìn xem này, rất đẹp. Khuyên rất đầy đủ, long lanh không lỗi nằm gì, cần có thể nói là đẹp. Đấy, như cần đẹp thì không xoay nhiều nhá, cần đẹp thì không xoay nhiều, 39 cứng 30. À, bản này ngoại hình xấu thì dao động từ 900 đến 1 triệu, bản đẹp thì nên 1 triệu mốt có nhá. Bản này đang không có nhưng các bạn là 1 triệu 100. Đấy, cần rất là đẹp, còn cần xấu thì nó rẻ đi, 900 chẳng hạn, 800 cũng có. Nặng là 360g, còn con này rất đẹp quá nhá. Ngọn là 3.10 ly, mã số 7. Số 8 này. Ở 4m25 cộng với cả 39 là hai con là tương đương như nhau, còn 4m25 ở giữa nó lại kém kém nhưng mà tẹo. Đây 4m20 cứng 30 nhá, một chiếc cần sản xuất tại Hàn Quốc. Con này cũng rất đẹp nhá, Holiday Spin. Bản này thì cần thanh. Đây nhá, con này thì xấu hơn con này. Coi rõ không? Con này thì có xước xác nhiều hơn chút này. Một mặt thôi. Bên trong đang có cát. Đấy, còn nóng 3 đẹp này. Lòng 4 cũng đẹp. Con này thì không đẹp bằng con kia đâu nhá. Con này nếu bao 1 triệu, mã số 8. Cân nặng này. 370g. Cũng 3 chấm, gần 3.1 ly nhá, 3.08 ly. Mã số 8. 1 triệu, mã 9 này. Đây, bản China xuất đấy nhá. Bản China này, bản rất là ngon các nhá. Bản Schneider bản China này đang gần như là nhỉnh hơn so với Schneider, là mỗi nó là ok đấy. Nó sau mắm tôm. Ở đây mình chỉ cần Schneider Shimano sản xuất tại China xuất Nhật. Dòng FV các nhá, 4m25 cứng CXT. Bát là bát Fuji. Khuyên là khuyên Fuji nói xước xích các nhá. Bản này là bản nói xước xích. Đấy, dòng này thì nó có định vị khuyên nhá. Đấy, phôi còn rất đẹp quá. Phôi con này rất đẹp nhá. Cần chuyên lau chùi gì luôn. À con này có một chút xước này. Có một chút xước đây này, có một vết xước ở đây. Ngọn hai da định vị khuyên. Đấy, khuyên xích. Con này ngoại hình đẹp long manh thì nó rơi khoảng tầm 2 triệu 6 một cây các bác nhá. Con này ngoại hình tầm trung. Con này lấy các bác là 2.400.000 mã số 9 thôi nhá. Con này không quá đẹp, cân nặng này 460g. Ngọn 2.92 ly. Đấy, mã số 9. Sang mã 10 này. Mã 10 làm chiếc cần bản cũng hiếm nhá. Cái bản Interline mà màu bạc trắng này thì thứ nhất là mua để sưu tầm là chính đó nhá, nhìn rất đẹp,
Con này sẽ được trang bị bát là bát titan đấy các nhé. Con này nó không in đâu, cái bản này là bản bát titan nhá, bát bạc nhìn rất đẹp. Đấy. Đó, con này làm chiếc cần made in Japan, bản màu trắng này như con nào cũng đẹp, ISO cũng đẹp, con lục cũng đẹp các nhé. Con này có chiều dài là 4m25, cứng 27. Bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji nội xuất xích, đầu bu nội xuất xích. Không phải cứ nói cái cần này nhìn thấy đẹp quá nhé. Tất cả dao cần ở Nhật thì em thấy chiếc cần cái bản màu trắng này nhìn vẫn hút nhé, rất hút mắt luôn. À, rất đơn giản, rất đẹp, một chiếc cần sút màu trắng, có chấm kim tuyến quá nhé, để các bạn nhìn rõ này. Thế nào thì cho dễ nhìn nhỉ? Đấy. À, không nhìn được, cho điện thoại không nhìn được. Nó hơi chấm 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 kim tuyến nó là nở ánh kiểu ngọc trai ấy. Cân nặng này, 440g. Ngọn đồng này thì khá to các nhé. Ngọn là 3.5 ly. Ở cái bản này nhiều anh em về anh em độ khuyên nên nhé. Nên là cũng khá là ok, ngọn nó to mà. Con này ra 1.500.000 nhé. Đấy, một chiếc cần sút mã số 10. Sang mã 11 này. 11 làm chiếc cần sút của Việt Nam, bản Liberty Club. Dài 3m9, cứng 25. Vân là vân 2 da các nhé. Gốc 2 da. Trên là carbon xoắn vòng, chết cha rồi, cần này dán băng dính để bóc rồi đã, bóc ra nó không sao thì ok. À, con này có thể là cái người chủ sở hữu người ta đặt zoom, bóc ra đã, con này mà bóc ra mà bị giật chỗ này là lỗ. Em bóc ra xem nó bị sao, em nghĩ là người ta trang trí thôi, cần gần dòng đời mới thì chắc chắn là không làm sao. Ờ, nhiều người mà thích câu cần ngắn đi ấy, là họ tự chế zoom ấy, họ sẽ quấn một cái chỉ vào cái hoặc có dính vào cái gần cái đầu của cái cần như này này, là người ta giữ lại là chặt, nó sẽ là thành cái zoom. Thì bản chất zoom nó cũng thế mà, zoom của cái cần bình zoom bình thường nó cũng thế. Rồi, cần đẹp quá nhá, không lỗi làm gì. Cần đẹp, mày quá, một tí ra đi hơn triệu ấy à. Em chiếc cần 3m9 cứng 25, một chiếc cần sút. À, bản này bản đời mới nhá, khuyên là khuyên đời mới. Đây này, khuyên đời mới thì cái lõi sứ này này nó gắn trực tiếp vào trong cái khuyên luôn. Còn cái khuyên cũ thì nó sẽ có một lớp màng cao su ở giữa để chèn khuyên. Bản này thì cần rất là ok nhá. 39. Giá mới thì nó khoảng tầm 2,5 triệu, 2,6 triệu một cây này, này, giá mới. Còn giá cũ thì rẻ hơn, cân nặng này. 420g. Ngọn 2.58 ly, 1.200.000 nhé. Đấy. Sang mã 12 này. 12 này làm chiếc cần của Alpha Taco có nhá. Đấy, con này cái lắp chụp của nó sẽ bằng cái bao đựng này. Khuyên bản này nó sẽ là khuyên khuyên của loài các nhá. Đấy, khuyên xích đồng hàng. Xong này dị nhỉ. Ở dưới này này lại là khuyên xích, trên này là khuyên thường. Ôi nhưng mà chiếc khuyên này nắp một cần đục được cực ngon các nhá. Đấy, rồi, con này thì được trang bị bát là bát Fuji này. Cần có thể nói là mới chưa dùng có nhá, vẫn còn cái dây bọc này. Cái này em để nguyên nhé, không bóc ra nhé, bóc ra thì nếu bác lại thích để. Đấy, cần này cần chưa dùng. Đây là chiếc cần của Alpha Taco. Tên của nó ghi là Top Fighter Sky Suit 4m20, cứng 30 nhé, made in Chile. À, xuất Nhật, được trang bị bát là bát Fuji, khuyên là khuyên Fuji. Con này khuyên thì có định vị khuyên có nhá. Ngọn này màu trắng, lại dán băng dính. Cái cần này với cả cái cần vừa nãy là của cùng một chủ có nhá. Cái cần cái cần này này,
Đấy, hai giống nhau. Họ dán đây là họ họ để cho đỡ bẩn đấy, đỡ xước thôi. Ok nhá. Con này thì độ cứng chuẩn, cứng rất tốt. Quen bát Fuji. Con này có giá là 1.200.000 thôi nhá. Cân nặng và giá này. G. Con này có định vị khuyên không nhá. Ngọn là 2.77 ly, 1.2. Cứng rất tốt không nhá. Đấy, xài. Giờ nhiều chứ cần sút giờ nó cũng có fan đề ba kiểu này không nhá. Mà ít gạt lắm. No, tiếp theo quên. Chụp con này vào cho nó. Đấy. Tiếp theo sang cái dương 13. 13 cũng là hàng hiếm quá nhá, hàng 13 là hàng cực kỳ hiếm. 13 làm chiếc cần của Daiwa. Carbon là carbon quick cơ, dài 4m2, cứng 80. 80 là cứng 80 của cần lăng xê các nhá. Đấy, con này thì vẫn mới cơ nhá. Có thể nói là chưa dùng luôn này, cái đít vẫn còn cao nhựa, có su bọc lại sản xuất tại Nhật. Đấy, vân là vân gốc là vân hai da. Đấy, vân bên trong là vân hai dao nhá. Con này còn như là chưa dùng. Dàn khuyên sẽ là khuyên biển, khuyên đánh biển nhá. Khuyên hai chân cực kỳ bạo lực. Dàn khuyên đẹp mới, không sửa chữa gì. Ngọn là carbon vân vải. Định vị lóng. Ngọn vân vải cực đẹp quá nhá. Còn bên trong sẽ là vân hai da. Có định vị lóng. Ôi, định vị lóng toàn thân. Ui. Đây là chiếc cần ISO, thuộc dòng ISO biển. À quên, dòng lăng C. Đánh bạo lực cơ nhá. Đấy, cần khá đẹp, 4m2, cứng 80, mới tinh. Cân nặng và giá cho bác này. Bản này thì khá nặng lắm nhá, cân nặng này 610g. Bản hiếm quá nhá. Ngọn là 3 ly. $2.400.000 này không nhá. Đấy, bán đẹp. Tiếp theo sang cái cần mã 14 này. 14 làm chiếc cần lăng C. Bản này là bản 3m6, cứng 30 các nhá. Đấy, cần này rất là đẹp. Một chiếc cần bản carbon wicker chữ chéo. Con này đẹp quá nhá. Con này gần như là mới. Cần hôm nay, tất cả các cần hôm nay đều đẹp quá nhá. Vì em đã lọc hết cần đẹp ra, đăng cho bác một clip trước. Còn clip tiếp theo thì nó xấu dần đi. Con này thì định vị khuyên, định vị lóng đầy đủ, cần zin 100%, không lỗi lầm gì. Con này cứng 50 thì khoảng tầm 1.500.000, 1.700.000 đâu. Cứng 50 là 1.700.000. Con này cứng 30 cho nên các bác là 1.400.000 này các bác nhá. Cân nặng này 278g. Ngọn là 2.15 ly. 1.400.000. Còn cần đẹp quá nhá. Nói chung là cũng săn được một chiếc cần này không phải dễ đâu. Săn được giá hợp lý cho bác này cũng hơi khó đấy. Còn ví dụ các bác mua chiếc cần này khoảng tầm 3 triệu thì đẹp, đây người bán. Nhưng mà mua được giá tầm trung để bán được cho bác thì nó lại một chuyện khác. Tiếp theo sang cây thứ 15 này. 15 này làm chiếc cần bản Holder Lock nữa nhá. Con này mới cả cái coi con này này. Nó tự tựa nhau, nó khác nhau cái màu. Đấy, bản này là bản carbon wicker chữ chéo nhá, bản đầy mới nhá. Đấy, con nhìn rõ này, đấy, wicker. Con này thì lóng ngắn hơn. Con này nó khuyên, nó sẽ là khuyên dòng khuyên xích, giống khuyên ISO khuyên lớn. Đấy, một chiếc cần rất đẹp quá nhá. Cái phần tay cầm này nó ngang ngang nhá, nó bẹt này. Quá đẹp. Bản hiếm nhá, thông số này 4m2, cứng 50. Con kia là 4m2, cứng 80. Rồi, thế con này các bác đánh ISO được luôn nhá. Vừa ISO vừa lăng xê được luôn. Con này để xem ISO nó cứng tầm nào để báo luôn các bác, để bác áng chừng nhá. Con này gớm ăn đấy, con này định vị khuyên trăng chịt này.
con này đánh ISO nó tương đương khoảng tầm đợt 5 đến đợt 6 của ISO đó nhá. À, con này 4m2 đánh ISO là các bác đánh ISO này là ngon luôn này. Ở con này thì một mặt nó sẽ hơi xước một tí nhá, con này thì không đẹp của con kia. Vân nhưng mà là vân hai da, được sản xuất tại Nhật, dài 4m2, cứng 50, một chiếc cần thuộc dòng ISO lăng xê được luôn. Cứng 50 thì nó sẽ là thông số của lăng xê nhưng mà ở độ cứng nó sẽ tương đương để các bác đánh ISO được luôn. Con này đánh ISO thì cực ngon nhá. Đàn khoen là không lỗi làm gì này. Khoen rất đẹp. Fuji xích hết. Vân là hai da lên tận ngọn nhá, có định vị khuyên. Con này là ba cái ngọn đều định vị khuyên hết này, địa khuyên lục giác nhá. Đấy, lóng kế định vị khuyên tiếp này. Tổng cộng là 4 định vị khuyên này. Quá đẹp, cân nặng và giá cho bác nhá. 460g. Ngọn 2.3 ly. Con này mà đẹp thì nó đắt tương đương con kia ấy, nhưng con này nó đang xấu hơn một chút xíu. Con lấy các bác là 2.100k bản này đó nhá. Đấy. Toàn chiếc cần hiếm cả. Rồi tiếp theo sang cần 16. Đây là chuẩn ISO biển nữa nhá. 16 làm chiếc cần ISO. Gọi là ISO biển. Đây các bác nhìn dàn khuyên này. Khuyên như là khuyên xích hết các nhá. Dàn khuyên là khuyên hai chân. Khuyên Fuji nội xứ xích. Đấy. Nguyên bản không có làm gì, cần rất là đẹp. Thông số này 5m20m. Ở đọt con này nó sẽ tương đương đọt cứng 5 có nhá. Tương đương với cứng 5. Bát sẽ là bát gold vàng ươm. Cái bản bát gold này là bản cũng khá là lâu nhá, nhưng mà rất là đẹp. Càng lâu thì càng hiếm có nhá. Con này là có hai ô. Con này hai bát à? À. Rồi rồi đấy, quên mất. Cái bát này bát là bát chính nó đây các nhá. Cái bát này là bát chế. Bát này bát chế. Rồi rồi, ok, con này đang chơi hai bát, các bác đánh ISO được luôn và đánh bánh bạt được luôn nhá. Cái bát cao để đánh bạt biển này, còn cái bát thấp này để các bác đánh ISO nhá. Đấy, cái bát gold này đẹp không? Bát gold này đáng sưu tầm không nhá. Bát này là bát màu vàng. Rất đẹp, chắc là bên trong sẽ là stainless thép chống gì đúng không các nhá. Đây này. Nó ghi là Stelit này, Gold Platinum này, bản này bản hiếm nhá. Một chiếc bát Gold này các bác giờ bán là tầm 2-3 lít chứ không ít đâu. Đấy, thông số nhá. Ở đây là chiếc cần của hãng WZ. WZ là một chiếc cần công nghệ của Nhật các nhá, được sản xuất tại Korea. Vân con này bên trong còn rất đẹp nhá, phôi rất dày. Phôi màu đen. Có định vị lóng cho các bác nhá. Không có làm gì, cần rất đẹp, cân nặng mà giá cho bác này. Một chiếc cần ISO biển cân nặng này 512g. Gọi là 1.9 ly không nhá. Ngọn con này thì không quá to. Con này có giá là 1.900k. Đấy, bản ISO khoen này quá nhá. ISO khoen lớn, à, ISO khoen khoen biển, khoen hai chân. Rồi, hết dòng bạo lực nhá. Bắt đầu chuyển sang dòng ISO. ISO thì vào con Ruby đầu tiên nhá. Ruby này làm chiếc cần cũng thuộc dòng cao cấp có nhá. Một chiếc cần của hãng Ruby. Đít lở này. Đít tam giác bát vặn. Cực kỳ đẹp nhá. Ruby, con này được sản xuất tại Nhật. Có chiều dài là 5m3, đọt 1.5. Ui chà. Con này được trang bị dàn khoen là khoen titan. Ôi tiếc quá, khoen titan là bị thay rồi. Khoen là khoen titan có nhá. 1 chiếc, 2 chiếc, 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Con này bị mất 2 chiếc khuyên rồi. Phí quá. Cần của Ruby, cần này rút ra thẳng tưng thôi nhá. Con này chia độ cứng 82. Cần rất là lẩy. Tiếc quá, khoen titan. Con titan này đang bị lai mất hai khuyên nhá. Khuyên đầu bu là một và khuyên chạy thứ hai là bị lai khuyên rồi.
Con này cũng bị thay ngọn rồi nhá, ngọn con này mất rồi. Con này để bán cho bác bộ khuyên cộng dàn phôi về có thay ngọn. Con này thì các bác là 1 triệu thôi nhá, còn bình thường nếu mà ngon lành nó phải là 1 triệu rưỡi, phí quá. Con này em chỉ đo bác cân nặng nữa nhá, còn cái ngọn này để các bác phải thay, bác buộc thay ngọn. Nặng là 238 ly khoen titan, một dàn khoen titan giờ bán được hơn 1 triệu bộ này nhá. Bộ titan là nguyên bổ là hơn 1 triệu bộ rồi. Mã 17, mã 18 này, mã 18 này em chiếc cần bản rất hiếm nhá, dài 6m3 đọt 3, một chiếc cần của Daiwa Wicker, bản này mà 6m3 đọt 3 thì thôi rồi luôn, cực kỳ hiếm. Giá hiện tại thị trường đang bán, người bán đến 3 triệu một cây thôi nhá. Vân con này bên trong phôi rất đẹp, mới đến 98-99% thôi nhá. Một chiếc cần ISO 6m3 đọt 3, bản này cho bác hạ tay câu chép câu chấm đen luôn cũng được quá nhá, cực kỳ ngon. Khuyên xích đẹp, cần này đẹp thì không xoay nhiều quá nhá. 6m3 đọt 3, một chiếc cần của Daiwa Wicker, sản xuất tại Nhật, bản đẹp quá nhá. Cân nặng này 430g, gọi là 1.5 ly, giá là 2.300k quá nhá. Mã 18, mã 19 này, mã 19 sẽ làm chiếc cần của Daiko. Ở đây làm chiếc cần của Daiko quá nhá, cũng rất là ngon. Một chiếc cần bát là bát đúc này, con này đít hơi có xước các bác nhá, còn bên trên này thì còn rất là đẹp. Một chiếc cần Daiko được sản xuất tại Nhật, dài 5m3 đọt 1.5. Daiko này thì là một chiếc hãng cần câu khá là ngon, nó sản xuất ISO thì nó chỉ sau Gamma thôi các bác nhá. Con này phôi rất đẹp quá nhá, phôi con này đẹp long lanh, bên trong thì có thể nói là đẹp như mới, bên ngoài xước một chút ở gốc do vận chuyển, còn cần này còn rất đẹp nhá, zin đét đẹp, dàn khuyên long lanh không lỗi lầm gì, khuyên là khuyên đời mới cơ nhá, khuyên đời mới, 5m3 là 1.5, dòng đời cao bát đúc, cân nặng và giá này 210g. 1.25 ly, con này có giá là 1.400k đó nhé. Mà 19, mà 20 này, 20 làm chiếc cần ISO, bản này em thuộc bản khá là mới bây giờ nhé. Ở bản này sẽ là bản ISO Fukashi, bản nội địa đó nhé. Biden Biden, bát là bát đời mới các bạn này. Con này thuộc dàn khoen là khoen đời mới cơ nhá. Đấy, là khoen đời mới, loại xứ nó xứ xám. Cần mới tinh, chưa dùng. Một chiếc cần ISO đời mới rất đẹp nhá, cân nặng và giá này. Bản nội địa nhá. Nặng 190g, khá nhẹ đấy. Nặng 1.3 ly, có giá là 900k. Một chiếc cần ISO đời mới. Rồi tiếp theo là cây 20-21 này. 21 làm chiếc cần ISO nhá, dài là 6m3, đọt 1.5. Một chiếc cần của Daiwa Wicker, phôi này, vân hai da này. Con này phôi, con này có người sử dụng rồi nhá, cần đang dính vẩy cá, phôi còn rất đẹp ạ. Phôi này không xước đâu nhá, con này phôi rất đẹp, zin đẹp đẹp, long lanh. 6m3 đồng 1.5, một chiếc cần của Daiwa, cân nặng này 300g, gọi là 1.46 ly. Còn này các bác là 1.500k áo nhá. 6m3 đồng 1.5, mã 22 này. 22 là bản hiếm nhau nhá. 22 làm chiếc cần cũng thuộc dòng VIP này. Đây là chiếc cần Ruby, một chiếc cần Ruby sản xuất tại Japan các nhá. Bản Ruby Japan là khá hiếm vì công nghệ Ruby bán cho Hàn Quốc khá nhiều. Xin là Ruby mà những cần ở Nhật sản xuất là rất ít nhá. Bản này bản Silot này, Silot 5m3 đọt 1.75, Made in Japan, được trang bị dàn khuyên là khuyên đầy mới, toàn bộ khuyên như là khuyên nhựa hết các nhá.
khuyên nhựa này ấy, thì cái ngọn cần nó sẽ rất là lẩy và nó rất là nhẹ đầu cô nhé. Cần này thẳng căng như cái thước, độ lẩy 82, rất thanh. Ruby thì con này hàm lượng carbon là 100% cơ nhé, cực kỳ thanh, thanh thánh thoát. Mã 22 cân nặng này 190g, 109 ly, 1.400.000 con này có nhé. Ruby. Sang mã 23 này, 23 của Shimano có nhé. Đấy, cái bản Ruby này ấy, mà Nhật nó làm thì toàn hàng cao cấp thôi, còn những cái hàng thường thì này toàn của Hàn Quốc. Lát có một hai cái Hàn Quốc dưới này cho bác xem Ruby nhé, nó rẻ hơn hẳn, cũng là hai da đàng hoàng. Ở đây là một chiếc cần của Shimano bát đúc nhá, dài 5m4 đợt 1. Và bản này em bán nhiều rồi, bản này thì nó có hai màu, một sẽ là màu xanh, hai sẽ là màu đen, đều có filer carbon hết quá nhá. Đấy, bản này là bản màu xanh. Đấy, phôi con này còn rất đẹp, phôi màu xanh. Bản này chính xác nó sẽ là được trang bị là phôi hai da lên đến tận trên ngọn, nhưng trên cùng luôn quá nhá. Đấy, hai da này, ngọn trên cùng dưới gốc là hai da này. Đấy, trên ngọn trên sẽ là lối long phụ. Bản này hơi tiếc nó đợt 1 nhé, nên giá nó không cao, 1.100.000. Cân nặng này 188g, ngọn 1.28 ly. Mã 23 xong này, xong mã 24 này, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 đúng không? 24 này, 24 mà nặng hiếm quá này. À, hôm nay em lên toàn bộ cần đẹp nha, giá cao cao một tí nhá. Còn bác thích cần xấu thì để mai em lựa hàng loại hai cho bác xem. Ở đây em chưa cần lisin nhá, lisin sản xuất tại Nhật rồi. Đây em chưa cần lisin. Dài 4m50. Độ số cứng là đoạt số 4. Thân nhỏ các nhá. Để em rút ra này, bản này hiếm này. Bản này anh em săn cực nhiều, bản này hạ tay câu cũng sướng mà bản này đi câu ISO cũng sướng luôn nhá. Qua đỉnh, qua đỉnh, qua đỉnh, qua đỉnh. 4,5 đợt 4, dàn khuyên là khuyên xích các nhá, ISO khuyên xích 4m50 đợt số 4, một chiếc cần cực kỳ đẹp. Con này không phải chê rồi, chỉ 89% nhá, độ cứng tốt, lẩy thanh nhẹ, thân rất là nhỏ. Đấy, để bác câu ISO khỏi chê nhá, 1.500.000 này các nhá. Bản hiếm là tiếng hút ra cơ, 222g, ngoại 1.84 ly. Đấy, mã 24. Xong mã 25. 25 làm chiếc cần 25 làm chiếc cần Aramica chứ không phải America. America của Mỹ nên Aramica, một chiếc cần của Mamiya. Mamiya sản xuất tại Chile, xuất Nhật các nhá. Mamiya Olympic. Có chiều dài 5m3, độ cứng số 6 các nhá. Bát là bát Fuji bát vặn. Khuyên là khuyên Fuji, đầu bu là đầu bu loại xúc xích, để em xem độ cứng 6 thế nào. Cần thẳng căng đó nhá, lẩy đẹp. Ngoại hình cực đẹp quá nhá. Một chiếc cần Mamiya. 5m3 đọt số 6. Quá đẹp, cân nặng và giá cho bác con này nhé. Con này thì giá nó không đắt, dòng này dòng tầm trung thôi, nặng là 430g. Ngọn 204 ly, con này giá 900k nhé, đọt số 6 đấy. Tiếp theo là cái số 26 này. 26 làm chiếc cần Ruby. Ở bản này thì em bán khá nhiều rồi nhé, bản này sẽ là bản Vân Hai Gia. Vân nó sẽ là Vân Hai Gia, dòng Vân Dối rồi nhé, Vân là Vân Ngẫu Nhiên. Cái trắng trắng này này, nếu như cái hai da của Shimano ấy thì nó bện vào với nhau và nó sẽ chia thành thớ, thành hình. Còn cái bản này là nó có là cứ quện vào nhau thôi. Đấy, chỗ thưa chỗ dày, chỗ thưa chỗ dày, nhìn nó cũng khá đẹp mắt. Đấy, Vân Hai Da này, con này còn đẹp nhá, chưa lau chùi bẩn thôi, còn cần không xước đâu ạ. Con này sẽ được trang bị phôi hai da là lên đến gần trên ngọn, hai ngọn trên cùng là màu đỏ carbon xoắn vòng, 5m4 đợt 1, cân nặng này 250g,
111 ly 650k. 27 này. 27 là một chiếc cần của Queen Koran. Queen Koran là một chiếc cần sản xuất tại Hàn Quốc nhé. Không phải bản, cứ Queen Koran là Hàn Quốc. Còn một bản nữa là sản xuất tại Chila. 4,5 m đợt 1, bát Fuji, khoen Fuji. À, con này phôi trong còn cực kỳ đẹp nhé. Phôi trong rất mới luôn. Cần này gần như là chưa dùng. Bị để cũ bẩn thôi chứ chưa dùng nữa nhé. Còn rất đẹp. 4,5 m đợt 1. Cần nặng này, con này ngon lắm nha. Con 4,5 này là bao giờ cũng rất là hay. Nặng 150g. Nhất là 153g. Ngọn là 0.9 ly. Nằm có 500k này. Mà 27. Mà 28 này. 28 là chưa cần Ruby nữa nhá. Ruby này 5,4 m. Đọt số 2. Đấy, con này thì lại bị mất khuyên mất rồi. Phôi cũng còn đẹp nhá. Còn ngọn này. Còn ngọn. Mất bu mất khuyên. Bản này thì ngọn nó rất nhỏ các nhá. Đọt 2 thì ngọn nó rất là nhỏ. Con này chưa cần thân bé. Đấy, 54 đọt 2. Con này bán cho bác bộ phôi luôn nhá. 54 đọt 2 cân nặng này. 200g. Ngọn 1 ly. 550k mà 28. Đấy, chứ cần em bỏ ra cái nó bị lỗi này, em không nghĩ đến. Tại vì nó còn nắp chụp, em cứ nghĩ là còn nguyên. Còn lỗi là phải bỏ ra clip khác. Clip ngày nay toàn cần đẹp bỏ lỗi và nó mất zin. Mã 29 này. 29 sẽ làm chiếc cần dây trong. Ở hôm nay thì chỉ có hai chiếc cần dây trong thôi. ISO, một cái ISO, một cái lăng C. Ở đây em chiếc cần thuộc dòng đời mới bây giờ nhá. Cần rất là đẹp, mới quang. Dài 4,2 m, cứng 1,5 m, thông số đẹp quá nhá. Made in Việt Nam. Đấy. Gốc là cần vân hai da con này. Đấy. Cái này là vân, chắc là vân full thôi chứ không phải là vân kết cấu của nó. Đấy, Daiwa sản xuất tại Việt Nam nhá. Khuyên là khuyên Fuji nó xước xích này. Đầu bu nhựa cấp nó xước xích này. Đấy, bên trong mới tinh. Đẹp long lanh các nhá. Không có làm gì. Quá đẹp. Mã 29 cân nặng này. 174 ly, à 174g, ngọn 2.98 ly. Giá 800k mã 29. Mã 30. 30 thì làm chiếc cần lăng C của Daiwa nhá. Bản này cần mới tinh. Cái này em không biết để làm gì, nhưng cái này em hay dùng thì em hay lắp vào đít chiếc cần tay em làm cái bảo hiểm. Đấy, một chiếc cần dài 31 cứng 30 nhá, sản xuất tại Thái Lan, xuất Nhật. Bát là bát đúc đời mới, khuyên là khuyên Fuji nội xuất xích đẹp, cần khá thanh. Con này giá mới là khoảng tầm trên 3 triệu đến 4 triệu một cây nhá, 4 triệu hơn một cây mà về Việt Nam bán thì quá rẻ. Đấy, cây này đấy các bác là 600k nhá, mã thứ 30, cân nặng này. 287g. Ngọn 2.47 ly hết. Hôm nay nhá, có 30 cần đẹp quá nhá. Tiếp tục thì em sẽ đăng một clip vào ngày mai cho các bác. Hẹn các bác clip tiếp theo. Bye bye.